Ông ơi, ông đi đâu ấy nhỉ? Là anh à? Ngồi đây. Ai đây? Rồi, ông làm gì ấy? Anh về anh suốt ngày anh nằm thế này thôi á, không đi làm, không đi hổ bố làm à? Tôi làm kệ tôi, không phải việc của cô. Anh về anh phải hổ bố làm chứ. Chả biết bố làm gì. Đấy, đi làm gì cũng không biết. Dậy đi, dậy nấu cơm cho bố đi. Bà nói nhiều ạ, điếc tại. Cô có đi không? Cô đi đâu nhà tao? Về cái cua này đấy, về nói chuyện nhiều quá, con không ngủ được, nên con mới đuổi đấy. Đây, con xách cho mày. Xách đường, làm quá, con đi. Con đi mà. Con không xách được. Cái quên đi rồi mà. Đây này, chồng ở đây này. Ừ, chồng ở đây thôi. Cái đồng này. Chồng ở đây thôi. Nát hết rồi. Nát hết rồi nhỉ. Dạ. Ừ. Làm gì? Ngồi á. Ngồi làm gì? Con lấy cái quả kia cho mẹ. Lấy quả kia cho mẹ nhé. Ừ. Đấy, chồng ấy. Ừ. Chồng nhá. Cho bơ ăn nhá. Làm cho bơ ăn. Làm rau cho bơ ăn. Ôi này. Ở này cho cá ăn này. Con này cho cá ăn nuôi. Chồng chu 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 chu
Nào đi nào. Vòng qua đây thôi. Đây. Dạ. Dạ. Đây này. Ấy xuống thôi, đào xuống. Rồi xong rồi đi về thôi. Về đi. Con. À, đi về nào, cầm cuốc đi về cho mẹ. Nhanh lên đi về đi. Đi. Đi về. Ui. Ui, nhiều muối quá. Đi. Con nhớ. Ừ.
Này, tay mì bẩn rồi đây này. Đấy, thấy chưa? Bẩn chưa? Nào. Rồi, đổ đi. Con đổ đi. Một mình chán thật, tiền sắp hết rồi, không có gì ăn, đi lâu lắm thì không biết đi đâu, đi không thấy điện về nhà, có khi còn lên xem Châu nó có điện về cho Châu không, hỏi xem nó ở đâu, chỉ có thế thôi, không biết cách nào nữa. Ơi là Hiền, làm cho mẹ lo quá. Đi hỏi Châu xem có điện về cho Châu không, để con biết. Cái gì đây? Mai bà, tuyết chín rồi, ngày mai đi bán được bậc được rồi bà. Vâng, đi bán đi. Dạ. Ơ bác ạ, có chuyện gì mà bác đến tìm cháu đấy bác? Rồi. Cháu ạ, chuyện vừa rồi thì bác cũng nhận thấy sai rồi, bây giờ bác xin lỗi cháu nhé. Thì bây giờ cháu thông cảm cho bác nhé. Vừa lần trước thì xô xát nhau một tí, bây giờ bỏ qua cho bác, thông cảm cho bác nhé. Cháu bác xin lỗi. Bác hỏi cháu cháu có biết Hiền chuyển công tác đi làm ở chỗ nào không ạ? Không, cái này cháu không biết đâu. Bác đã cấm cháu gặp anh Hiền rồi. Bây giờ cháu chẳng liên quan gì, cháu không biết đâu. Cháu ơi,
cháu có biết chỗ điện cổ hiển ở chỗ nào, làm ở chỗ nào thì cho bác biết với. Không, cháu không biết đâu. Ừ. Bác nói thật đấy. Bác đừng có hỏi nhiều. Cháu bảo không biết, không biết. Rồi bác xin lỗi. Cháu đã bảo không biết rồi. Bác xin lỗi cháu. Bác bỏ tay cháu ra đi. Cháu đã bảo không biết rồi mà. Từ trước, bác đã cấm cháu không liên lạc với anh Hiển. Từ lúc anh Hiển đi, cháu không biết tin tức gì cả đâu. Lâu lắm rồi, cháu cũng không liên lạc rồi. Rồi, cháu, chắc cháu không biết, chẳng qua cháu còn giận bác thì cháu không muốn nói thôi. Thôi, bác đi đi. Cháu đã bảo không biết rồi, bác đi đi. Bây giờ bác xin lỗi cũng muộn rồi. Bác đi về. Bác đi về. Thôi, cháu ơi, thông cảm. Cháu không thể làm như thế. Bác đi đi. Bác đi về. Không, cháu bác cũng nói nhiều lắm. Đi đi. Cái câu này cháu thấy bác xin lỗi nhiều quá rồi. Đi. Bác đi về. Rồi, cháu ơi. Cháu. Đi đi. Cháu đi, đừng đi, làm bác. Thế. Cháu ơi. Cháu không muốn nghe bác nói chuyện. Bác biết bác, sai bác nó không làm thế bác rồi biết bác. Biết sai rồi. Đi về đi. Không, đi về. Bác đi về. Đã xin lỗi rồi còn không nghe. Biết sai rồi mà trước còn hãm hại người ta, bây giờ cầu xin. Phải cốt nha, sáng mai bắt đầu. Chưa mà ở đó chắc là thôn thủ công. Ở đi thủ công. Chưa để thôn thủ công quán. Ờ đúng. Mặt bóng ai chờ. Thế nãy này. Mấy hôm tôi tròn với tầng ăn mà giác cho bữa đấy. Để kêu một quả này. Cháu thích ăn rơi giá
Khôi. Vâng, có bán được không? Có, bán được hết rồi bà. Thế à?
Bà ơi. Dạ. Sáng nay con còn để một nải chuối để ăn. Đấy à? Quả này chín quá rồi bà. Thế bà ăn đi. Bà ăn không hết đâu. Bà ăn không hết à? Dạ, chia nhau rồi. Vâng. Ôi dồi dồi. Con tí lấy đi cho ông mấy quả bà nhỉ? Vâng. Lấy cho... Lâu lâu không được sang nhà ông rồi. Lấy cho ông một ít. Thơm quá nhỉ? Thơm. Thơm thật đấy. Thơm quá nhỉ? Thơm thật đấy bà nhỉ? Ừ. Chuối to thật. Ăn nó đi. Không, mà ăn no rồi. Mà ăn no rồi? Vâng, mang cái này đi cho ông. Thế mang đi cho ông thôi nhỉ? Vâng. Bà ơi, con đưa cái này đi cho ông xong là con đi qua đón bơ đi học. Ừ. Qua đón bơ về luôn bà. Ừ. Con đi luôn nhé bà. Vâng. Ông ơi, ông đi đâu ấy nhỉ? Là anh à? Ngồi đây. Ai đây? Ôi, ông làm gì ấy? Ông đi đâu rồi? Tôi không biết. Thế anh không đi làm à? Không, hôm nay tôi đi chơi. Ông đi đâu cũng không biết à? Không biết, chả biết đi đâu. Suốt ngày nằm thế này rồi á? Hôm nay mới được đi chơi thôi. Hôm làm chứ. Anh về anh không đi hộ bố làm à? Chả biết ông đi đâu đi. Bố đi đâu đi. Anh về anh suốt ngày anh nằm thế này thôi á? Không đi làm, không đi hộ bố làm à? Tôi nằm kệ tôi. Không phải việc của cô. Anh về anh phải hộ bố làm chứ. Chả biết bố đi làm gì. Đấy, đi làm gì cũng không biết. Không tôi làm mới đi chơi về. Anh không đi hộ làm thì bố làm thì lấy cái gì về mà ăn? Dậy đi hộ bố làm đi chứ. Không, tôi làm kệ thôi. Tôi cứ làm thế. Bà nói nhiều ấy, tôi nặng thì tôi cũng có ăn, tôi có chết được đâu. Cơm cũng không nấu đợi bố à? Dậy nấu cơm đợi bố đi chứ. Tưởng là anh đi về quay về là anh tu trí hộ bố làm ăn, hóa ra anh về anh vẫn chứng nào tật nấy, giờ vẫn còn chờ bố ăn, còn chưa dậy nấu cơm chờ bố à? Anh dậy nấu cơm đi. Thì thôi nghỉ. Dậy đi, dậy nấu cơm chờ bố đi. Bà nói nhiều ạ, điếc tai. Cô có đi không? Đi đâu cút ngay. Cút cho tao. Ôi, ông à. Ôi. Ông đi lấy củi về à? Vâng, làm gì đấy? Ôi, sao lúc nãy chạy vội chạy vã thế? Con lấy chuối về cho ông nhưng mà anh Liễu đuổi con ông ạ. Thế à? Vâng. Cái thằng vô láo quá nhỉ. Thế đi, đi trong. Vâng. Mày, hay, sao đuổi đứa cháu? Về cái cua này đấy, về nói chuyện nhiều quá. Con không ngủ được, nên con mới đuổi đấy. Úi giời, thế này, mày quá đáng con nhỉ. Mày cất cái cây đi, mày khách vào nhà mà sao mà cầm gậy đón cửa thế này. Mày, cầm gậy, cứ cất đi. Mày khách vào nhà, mày làm thế. Cầm gậy đón cũng, mày... Đấy, bệnh sau khách vào nhà đừng làm thế nhá. Nhớ chưa?
Ông ơi, con có mấy quả chuối con cho ông. Ô, thế thì cảm ơn quá nhỉ. Vâng. Con đi về luôn thôi ông ạ. Vâng. Con còn đi đón con đi học. Đấy, mày thấy chưa? Cũng có đứa cháu này là viện trợ gạo nước rồi các cái là mới có ăn đấy. Cũng có là bần sau đừng làm thế nhá. Vâng. Ui giời, nó to thế. Thơm. Đấy, thấy chưa? Còn cháu thế mày phải. Mẹ đi quà cho ông. Con đi làm đi, đừng có nằm thế này, lúc nào cũng nằm gì thế này không được đâu, đi làm đi, không có cái ăn đấy, không làm thì không có cái ăn đấy, bố đi làm, đi làm rồi, nhá, đi làm rồi nhá. Thế bố đi đâu đấy? Bố đi làm, con dậy đi, dậy đi làm đi, bố đi có việc. Nó đi cải tạo về vẫn như cũ, không thay đổi một tí nào. Chả có cái gì ăn. Con kỳ hợp nặng. Tiền không có tiền. Chả biết bây giờ quán họ cho con bán chịu cho một trái nào cũng không. Cái gì? Việc làm gì đấy? Làm cỏ ruộng. Ở nhà một mình buồn đi xuống dưới chơi một tí. Thế bây giờ Hiến đi đâu không về nhà? Hiến thì đi chuyển công tác đi xa rồi không biết là đi ở đâu. Mà cũng không thấy điện về cho
chị ở nhà thì điện về cũng không nghe máy, chả biết ở đâu. Thôi chị ạ, bây giờ kể chúng nó đi chơi đâu thì đi, thì không ngăn cản nó nữa. Nhưng mà chị không thích. Lúc đầu thì chị cũng nghĩ nó có chồng có con rồi, chị cũng ngăn cản nó. Đến bây giờ chắc nó đi làm xa thì nó cũng giận hay là thế nào. Hôm qua, mấy hôm trước chị lên hỏi, nó còn nói căng thẳng với chị, nó không nói đâu, chả biết có biết nó có điện đóm với nhau không. Thôi bây giờ chị ạ, bây giờ cứ đi xem nó lên quanh ở gần nhà nó yêu ấy. Đi xem ở nó yêu ấy, con mẹ Châu ấy. Thế chị cảm ơn nhé. Có lẽ biết đấy. Chị về nhé, cảm ơn nhé. Mày đi đâu về đấy? Đi mua rượu mà không có tiền, họ cũng cho cắm đâu. Thế về lâu chưa? Về được 2 tuần thôi. Thế cô là ai đấy? Cô là mẹ của Hiến. Hiến trước là người yêu của Châu đây. Biết không? Biết rồi. Mày có biết Châu nói cái gì về Hiến không? Không, không biết đâu. Mới về không biết đâu. Cái thằng nát rượu hỏi tí cũng không được. Thank you.
xong. Ui, đổ hết rồi còn xếp lại thôi. Anh ơi, bố măng đó nhỉ? Ông măng đi chợ bán thôi nhỉ? Vâng. Rồi, măng nhiều lắm. Mẹ, dạ. Mẹ, ăn ra đấy nhá. To thật bà nhỉ? Đi bán. Dạ, đi bán. Đi bán đấy. Ui, giảm lắm con ạ. Giảm lắm. Con xem thôi nhá. Em thôi nhỉ, nhậm lắm. Cái này thì lươn đỏ mặn. Ui. 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 Mặn to rồi. Ui. Mặn to. Mặn to lắm. Ui dầm dầm đương cơm. Còn đương cơm. Làm lắm. Ừ. Tiếp ăn cái em này. Sợ quá. Ui. Con. Ui con ma sợ quá. Ui sợ thế. Sợ con ma này thế. Dạ dạ. Buộc vào. Ừ. Thế buộc vào. Buộc vào. Làm hoàng thượng à? Ừ. Bà làm hoàng thượng à? Ừ. Làm hoàng thượng à? Rồi, xinh rồi. Được rồi.
ai. Còn bó này mình để làm măng nhồi cho bà. Bà cứ vào nhà đi. Đi ngày mai nha. Để đi con đi mua thịt đi, con làm măng nhồi. Đi chợ đi. Ở đây nào con. Đi chợ bò rồi. Chờ đi. Đi mua kiểu. Đi chợ. Đi đi. Đi đâu con ơi. Đi đi. 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 Ờ, mua bim bim thôi. Bim ừ. Ui, hoa kia mới đẹp này. Hoa kia mới đẹp. Ừ. Để mua cho con heo đất. Thế nào? Đây hai bó à? Bỏ bỏ nữa. Hai bó gì đó nữa. Chia nhau những người bó. Hai bó lên luôn ao liều. Ông hai cái đó. Bỏ tiếp xiến. Con xuống để
hàng nhá. Yeah, he's over now.
Nó quên chín này, con đi mời chị Năm về ăn cơm cùng mình một bữa nhỉ bà nhỉ? Ừ. Con đi đi. Ừ. Năm ơi! Ở nhà đây nhỉ? Chị ăn cơm chưa? Chưa. Lên lên với em ăn một bữa cơm đi. Ý, hôm qua em đi tìm được ít măng làm măng nhồi ngon quá. Hai mẹ con khác ăn buồn quá nên là gọi chị lên ăn cùng em đi. Đi đi đi. Đi cùng em nhé. Đóng cửa. Cái chị đóng cửa. Nóng quá nhỉ. Anh chị ăn cơm rồi. Chị vào nhà đi, chị ngồi kia nhá, em đi xem rồi. Bà, con Hân đâu rồi bà? Sáng nay mẹ đưa đi học rồi. Thế à? Vâng. Mời mẹ ăn cơm đi. Bà ơi, bà xuống ăn cơm đi. Ăn cơm đây bà. Vâng. Đi tìm ở đâu được măng ngon nhỉ? Ôi, hôm qua em đi tìm ở rừng xa lắm chị ạ. Ừ. Măng này ngon lắm. Còn người bạn cơm nào? Bà không có ăn cơm bà. Ăn cơm đi bà. Ăn cơm đi. Ăn cơm. Em mời chị. Con mời bà ăn cơm. Vâng. Đây bà ăn đi mà. Đây em mời chị. Ăn đi, chị ơi. Măng này ăn ngon hơn măng nữa nhỉ? Giòn. Cái còn đâu đi tìm được măng? Vâng, cô không có tiền thì phải đi tìm đấy chị ạ. Hết tiền còn Hân đóng cho con rồi. Hân đi học cái bác nhỉ? Vâng. Hôm nay đi học rồi. Ăn đi bà. Vâng. Bà gấp thức ăn đi. Ăn nhiều quá bà. Ừ. Ăn mới khỏe chứ nhỉ. Mới khỏe mới trông nhà cho nhiều. Con được đi làm được chứ. Ăn đi đi bà. Ăn no rồi. Bà con xếp cơm cho. Không. Có ăn nữa. Ăn nó, bà ăn nó. Bà ăn ít thế. Ăn nhiều lắm rồi. Chị hôm nay ăn được nhiều rồi đấy. Để ăn được chưa?
Đây, cái to này. Đây, cái to này này. Ừ, to thế. To nhỉ. Đẹp nhỉ. Đẹp nhỉ. Kéo được một nhỉ. Thầy nhóc kéo đi chị. Đặt cái xe kia đi. Đặt cái xe nè. Nó còn tạt xuống, biết rồi, thằng xuống đấy, này, đây là lên này, lên cái cây kia chặt, treo lên, đúng. Ấy, cái này coi đó. Cơm về đấy chị ạ. Cái này uống được nước nha. Ui trời. Đây đâu có. Mẹ ăn kiểu cháu. Ừ. Có muốn đi theo khăn không? Theo khăn tôi lắng mà khai. Bắt theo khăn đồ còn hiếm mới bảo hôn không? Mình làm được không? Không có. Có phải khen quá. Nặng đấy, nặng lắm chị ạ. Đi đâu về? Con đi chơi về. Ôi giời. Ý rồi không đi làm quốc vườn đấy. Đi chơi một tí không về, tí con đi làm. Ý nhá, thật đấy.
Thế con đi đâu? Bố ơi, bố. Bố cho con 10.000. Con đi mua nước với bố. Không lấy đâu ra tiền. Con không có ăn gạo, không có ăn mà đói gì đó. Nước về mua về làm việc không mà. Có đâu. Đi, mày kiếm tiền đi. Mèo rồi. Bố lấy tiền đi đâu ra tiền. Cho con 90.000. Không được, không có tiền đâu. Mày cứ lúc nào cũng phải đòi tiền, lấy đâu ra tiền? Nhưng làm không chịu làm, suốt ngày đi chơi. Nhưng mà con xin bố đi. Không có là không có đâu, không có đồng nào rồi, hết rồi, không có đồng nào rồi. Không tìm được tiền đâu mà cứ lúc nào cũng phải đòi, không được. Con xin bố cơ mà. Nói mãi rồi mày. Bảo không có mà. Mày cứ đòi lấy đâu ra. Bố già bố đi làm đâu ra tiền. Mày không chịu làm. Suốt ngày đi chơi. Đi làm đi. Đấy. Mày còn ngồi ở đây à? Đi đi. Cô vườn đi. Con đi làm đi. Rồi, đi ta.
cô, cháu phải là nhà mẹ Hiền ở đâu? Nhà mẹ Hiền ở ngõ bên kia. Nào. Ở trên kia nhé. Cảm ơn cô nhé. Vâng. Vâng. Cháu. Biết có phải cái nhà này không nhỉ? Cô ơi! Cô ơi! Cô! Cô ơi! Sao mày biết đường vào nhà tao? À, đi hỏi máy người đi đường là họ chỉ là cháu mới biết thôi. Cô ơi, cô. À, hôm nọ cô cứ hỏi cháu là châu châu cái gì đấy, có việc gì? Hôm nọ hỏi bảo châu, sao mày bảo không biết? Châu say rượu. Cháu không nhớ được. Nhưng mà cô bây giờ cô cho cháu làm những cái gì mà làm như thế nào? Cô bảo cháu nhé, cháu cứ bám theo cái châu, xong là sẽ có lúc nó đi thăm Hiển thì cô sẽ trả công cho cháu gấp đôi. Vâng. Nếu hoàn thành đấy, chủ yếu là chỗ công tác của Hiển ở chỗ nào, chủ yếu là biết cái chỗ đấy. Vâng. Mày bảo cô nhé. Cháu biết, nhưng mà cô cho cháu một ít để đi tiền lên đi đường. Thôi 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 thôi, cái này khi nào được thì cô sẽ cho nhá. Khi nào được cô sẽ cho, đi đi. Khi nào được thì cô cho gấp đôi. Đi. Thế cháu lấy về đường thì cô cho vâng. Nhá. Vâng. Vâng, đi.
nữa nó bố. Ambo, mày đi nữa. Làm mình né ai đi. Không đi lại. Đi hết à? Đi hết mà. Gì? Tốt hơn. Nhiều thế, ui dù. Nhiều thế.
Đây, được rồi. Con chơi ở đây nhá. Mẹ đi làm đấy nhá. Con chơi với cụ nhá. Đi, nhìn nhìn đi, nhìn nhìn đi. Về đi cù lắp cho đây xem lắp được rồi đấy. Ba ơi, bà trong nhà nhé. Vâng. Vâng. Bà trong nhà con đi vào vườn tưới rau đó. Bé đi bé. Ừ, bé. Anh ạ, bé. Sắp đến rồi. Đi học cô giáo bảo hát thế nào? Nhà này có biết có người ở không nhỉ? Đi đâu hết rồi, thấy im thế. Nhà này chả biết đi đâu vắng im thế. Xong rồi đi về thôi.
đi nhanh lên. Bỏ dép vào đi. Chơi nào. Đi xuống đây. Giặt kia tưới xù xù đi kìa. Ui xù xù mọc rồi con này. Xù xù mọc rồi đây này. Chưa sạch chưa? Ơi giời, bây giờ vẫn còn ngủ à? Ôi giời. Dậy đi. Đi làm thuê cũng có tiền mà. Đi làm cái gì cũng có tiền mà. Dậy đi. Bây giờ vẫn còn ngủ. Thôi thôi thôi. Việc này dễ dàng thôi mà. Không kiếm được tiền là lấy đâu ra tiền. Đi củi bán cũng có tiền. Làm thuê cũng được tiền. Dậy đi. Dậy đi, dậy đi kiếm tiền đi. Đấy, củi hồi là làm cái gì cũng có tiền. Làm thuê. Ui giời. Dậy đi. Ui giời, suốt ngày cũng làm ỉ. Làm gì cũng lên tiền mà. Đi lấy củi này. Làm thuê này. Lúc nào cũng nằm như thế này. Lấy đồ ra tiền. Này, ra đây. Bây giờ đang nắng thế này bắt con đi làm. Thế ở chỗ trên này này có củi không bố? Hả? Đấy. Ở trên có không? Có.
Và Hương là con của ngay. Không có thế con đi lấy luôn nhé. Lấy đi ban kiếm về tối mới có ăn. Vâng. Đấy. Con đi luôn. Chuyển mất thôi. Chân một tí lăn xuống tận đây thật đấy, đau rồi đau này, tiếp tục ngồi nghỉ đã. Bố ơi đâu rồi? À, đóng cửa thế này. Ai, bố đi đâu đi nhỉ? Còn đi tí củi lên đi củi mà cũng đầu ngã đầu thất đấy.
Thôi, cái cửa lại mở thế này. Thôi, chắc là thằng Liễu nó về rồi đấy. Đấy, mày về rồi. Đấy, cúi ở đâu? Con lấy thì cúi lại về nằm ở đây à? Cúi đâu? Ôi trời ơi. Đi lấy trượt chân con ngã đau hết cả người rồi. Thế thì đi cẩn thận chứ. Làm thế nào mà lại định ngã? Cúi đâu? Cúi ở trên giường đây. Con đau quá không kéo về được đâu. Thôi. Mai bố đi lên. Úi trời. Bố rồi mà có sức mà đi lên. Con trai lười thế này. Con đau quá. Ê, đi con thật chứ. Con có muốn ngã đâu. Đấy. Đấy. Đâu kia trơn quá. Yeah. Đâu, mấy trượt. Con là đi dép nữa, đâu về nó trượt mới lăn xuống. Đấy, đâu ở chỗ nào? Ở đây này. Đấy, đâu đây, hết cẳng rồi. Đâu hết cẳng. Bên đằng sau này. Đấy, đi nhiều về xoa bóp nhá. Bên sau là đi làm phải cẩn thận nhá. Mình khéo ngã là như thế đấy. Mai thì lấy rượu về xoa bóp nhá. Con xuống con xách xô đi. Xách xô cho mẹ này. Xách xô này đi, đừng cá nhá. Đây này. Đi, đi, đi ở đây, qua đây. Buộc đã. Buộc cái này đó nha. Buộc cái này làm gì đấy con? Con buộc cái vợt này để đi xúc cá bà. Thế à? Vâng. Bà ở nhà trông nhà cho con nhá. Vâng. Con với bơ đi nhè. Bơ đi chúc không? Bơ cũng đi à? Bơ có đi không? Chúc cá nhỉ? Được rồi, đi thôi. Đi. Bơ nha. Vâng. Cứ nhà đợi bơ nhá. Vâng. Bơ chúc cá đây. Vâng, thế à? Bơ đi chúc cá đây. Đi qua đây. Ừ, ở đâu mà? Con tự đi thôi. Để chúc cá rồi. Ui, trời. Cá về cho bơ ăn nhờ. Cá về cho bơ ăn nhờ. Cái quả không lấy nữa, không có quả chín rồi, tí về lấy rồi ăn. Quả xanh không chín rồi, đi. Cái này có lấy thôi đâu, có chín đâu. Thôi được rồi, đi. Ăn vừa lấy nha. Tán nha. Đến rồi. Đến chỗ rồi. Cởi áo ra con nhỉ. Cởi áo này ra nhé. Cá rồi. Chúc cá rồi. Cất ở đây đó. Nào đi thôi. Chúc cá áo. Xuống dưới. Xuống dưới rồi. Con biết xúc đâu để mẹ xúc cho. Con cầm xô đi. Để mẹ xúc cho. À đấy, nặng lắm nha. Để mẹ xúc nhá. Con cầm đấy con. Thank you.
Ôi, được rồi con ơi. Này. Ừ, cá rồi, bên này. Ui, con to phết này. Ui, đây này, cá này, con này. Con này xem này. Đây, con tôm đây. Đây. Đấy. 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 Con lấy đi. Con lấy nó đi. Ừ, con không lấy à? Sâu lắm. Không có con cua đâu, đi chỗ khác thôi. Đi xúc cá thôi. Con đi chứ. Được một con rồi. Im, 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 cầm đi. Ừ, cầm đi vào xô đi. Con ở đây.
Ui. 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 Quá xấu quá. Ui vào sâu quá rồi. Không được rồi. Đi được cá thôi. Nó chui vào trong rồi con. Đi chỗ khác thôi. Đi chỗ khác thôi. Được đấy nhỉ. Đi chỗ khác thôi. Đi chỗ khác thôi. Được 3, 4, 5 con. Đi chỗ khác thôi. Ôi lép con đâu nhỉ. Bên này có con nhìn xem có đi lên đây này à đây này con à. Về đây con ơi ra đi. Ra đi. Ra đi. Mẹ cho về đi ạ. Đi đâu đi vậy? À đây này một con. Nhưng mà có xúc được không nhỉ? Đấy rồi. Ui. Đi đâu đi rồi? Đó, đi chờ. Đó đó. À, đây rồi. Đấy, mày có con đấy, rõ thật. Có con đấy, rõ thật. Đi này, nó xem này. Ui, ui. Đi đâu rồi? Một con chạy ra rồi. Còn muốn xúc á? Đủ ăn rồi mà. Hết rồi mà. Còn muốn tìm á? Bắt lấy đi con. Rồi. Đây, đây. Đây.
có thay bắt đây 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 xuống đây rồi đây này đầu chú lái tàu à? Đi, đi. Ui, không lấy à, bẩn lắm. Đi nào, đi về thôi. Đi. Ướt hết rồi, về thay quần áo đắp. Đến nhà rồi nhanh lên. Ui mệt thế nhờ. Đến nhà rồi. Đến nhà rồi. Đi. Nhanh 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 nhanh. Đi đi. Nhà thay quần áo đi. Đó nào nào đi ra bếp. Đi ra bếp rửa tay nhá. Đi. Đi ra bếp rửa tay. Cá đó nhỉ. Ừ, con thả cá đi. Con cần. Ừ. Ui nè. Đổ nước. Đi vào nhà thay quần áo đó con ơi. Ướt hết rồi. Lấy vào chỗ lấy nướng rồi. Nhiều lắm đấy. Cá to được con. Nhiều thế. Vâng. Cá to thế. Vừa đi xúc đấy bà. Thế à? Con đi xúc đây. Thế à? Con đi xúc à? Con đi xúc đây. Được nhiều thế. Nướng thôi bà nhờ. Vâng. Cá to lắm. Vâng. Đâu. Cái này lấy đổ tí đi nướng. Lấy ở đâu? Con đi xúc ở suối bà. Thế à? Được nhiều thế. Bà lại xúc ở đây. Thế à? Cá to lắm. Đấy. Ui dồi. Con này. Đấy. Anh đâu kìa. Anh đâu kìa. Lấy đi nướng thôi bà. Thế à?
Chắc chín rồi bà. Thế à? Vâng, chắc chín rồi đấy. Bà to nhỉ. Thơm. Chín rồi nhỉ. Xúc ấy nha, chín rồi. Con lấy đi cho con mèo một con. Nhú. Đưa cho nó. Đấy. Ăn đi. Ừ, ăn đi. Nhá. Ăn đấy. Ừ, con to này ăn được. Ăn con đấy. Ừ, to này đấy. Nóng. Ừ, nóng lắm, nóng lắm. Lấy cho nhá. Tí để mẹ lấy cho nhá. Nóng quá. Ừ, nóng quá. Mà trời nóng nữa mà. Ừ, nóng mà. Mà. Thế. Ê, ừ. Mà. Ừ, nóng mà. Ăn được không? Ăn được. Ăn được không? Đâu? Cái này, này. Ngon không? Ừ, ngon lắm. Bà ơi. À, lấy đi cho ông hai con nhỉ? À. Lấy đi cho ông trước đó, xong là về nhà hắn ăn cơm. À. Con lấy đi cho ông trước. À. Con lấy đi cho ông đấy nhá, bà dọn cái này cho con nhé. Tí đợi con về ăn. Ăn cơm chưa? Chưa. Ừ. Không có gì ăn đâu. Không ăn rồi. Hôm nay con đi xúc. Con xúc được mấy con cá về nướng. Con lấy về cho ông ạ. Ồ. Ôi giời. Hôm nay con mới bơ đi xúc đấy ông ạ. Thế à? Ồ. Ông cảm ơn quá nhỉ. Ôi con đi xúc được cá đấy. Ôi giời con biếu cho ông, cho cô. Vâng ạ. Ừ. Anh Liễu đi đâu rồi ông? Ôi, cái này nó cũng biết đi đâu à, sáng dậy là đi à. Vâng. Chắc là đi uống rượu à? Đúng rồi. Chỉ thế thôi. Nó con... đi uống rượu thôi, không có rượu nó không uống được, không có sức đâu. Vâng. Con nướng chín rồi, tí chỉ việc ăn thôi ông ạ. Vâng. Úi giời, cảm ơn. Bây giờ con về luôn đấy nhá. Vâng, cảm ơn quá. Về đây, vâng. Bác phụ đi. Úi giời, úi ngoan quá. Vâng, con về thôi. Mẹ mẹ đi ra rồi. Ừ.